Đây là cảnh ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào giữa tháng 7 năm 2020. Toàn bộ hoạt động này do Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đứng ra tổ chức với kinh phí hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách nhà nước. Theo điều tra xác minh của Công an tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến đến tháng 3 năm 2021, một số tổ chức cá nhân sẽ mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi tiếp tục về khám chữa bệnh cho người dân lần thứ hai. Tuy nhiên, trước hàng loạt tố cáo về những dấu hiệu lừa đảo, việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên không hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh. Và kết quả xác minh ngẫu nhiên 17 trường hợp được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn cộng sự khám chữa bệnh, không có trường hợp nào được chữa khỏi. Còn theo điều tra xác minh của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn tại 22 xã thị trấn, đoàn ông Yên đã khám chữa bệnh cho 776 trường hợp bị mắc các chứng bệnh cầm điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt tao cơ. Đến nay, sau 8 tháng khám chữa bệnh, hiện không có bệnh nhân nào khỏi bệnh. Hèn à, ông ấy tiết chừng mà cuối cùng ông mới bám được cho con nhỏ này đó. Về tối luôn anh làm vậy. Vậy luôn. Về họ nó cũng lắc đạo, nó không nói được. Đầu là ông lấy người ta, ông bô cái ta bằng ta rồi đó. Thì ông để vô ông thà kêu ông nắm cái bám cái lưỡi này. À, bám cái lưỡi rồi sang đầu ro cái ông tại này. Đó, ông lòng nó dài cũng chập đó, bắt đầu ông hổ là từ 1 đến 10. Thì nó vẫn lượn theo cái ý của ông nó, cái miệng ông nó mấp nháp đó. Nó cũng ư theo đó nhưng mà nó không có rõ ra là cái tiếng nói. Cái con mới lúc ấy chữa sang thì hồi đồng ở đó thì nó còn nói được cái gì tiếng nhỏ thì không nói được. Cái ông lùn vỗ tay vỗ đụng kêu ông nói trong một bậc lao thì nó nói theo thôi, nó theo mà nó không có rõ. Rồi về tiếng nhỏ cô cũng tập cho nó nói với ổng, gì em kêu đi là kia tập cho nó nói với ổng vậy đó, vì cô nói nó đâu có nói được. Một số trường hợp bị xương khớp, thời điểm được ông Võ Hoàng Yên khám có tiến triển nhưng khi về nhà bệnh hoàn toàn như cũ. Một số bệnh như câm điếc, bại não hoàn toàn không có gì tiến triển. Trước những kết quả điều tra xác minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng việc mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi trong tháng 3 năm 2021 như dự kiến. Dạy nguyệt kiểu xóa bóp. Bây giờ ông thò tay bóp họng, ông bóp tay, ông bẻ tay, bẻ chân. Cái phương pháp nó thô bạo như vậy thì các ông chí có phải hay không? Các ông chí có dừng lại ngay chúng ta không? Đúng không? Cái là trách nhiệm quản lý của các ông chí mà. Cái thứ ba nữa là cái tính hiệu quả trong cái công văn 1202 của sở, các ông chí yêu cầu phải thực hiện chế độ cái báo cáo tính hiệu quả, cái kết quả. Như vậy cho tới giờ này ta mới báo cáo thì các ông chí ở quyền các ông chí không thực hiện đúng cái yêu cầu của sở y tế, ta yêu cầu. Cái đây là cái trách nhiệm mà tôi nghĩ, cái đây là cái trách nhiệm của ta đối với dân, đối với các bệnh nhân, với cả ngàn người như vậy. Cái này thì ổng được giấy phép là ổng là y sĩ thôi. Phạm vi hoạt động của ổng là khám bệnh y học cổ truyền, tức là xoa bóp bấm huyệt, chứ dùng thuốc chết được cũng không có được. Nhưng mà ổng lan xe cho cái khả năng của ổng nó lớn quá. Cái bệnh câm điếc bẩm sinh mà làm đâu mà ổng chữa một vài động tác mà sao mà ổng chữa cho hết được. Tôi không có cơ chế nào để giải thích được cái chuyện này. Là anh Thư nói tôi là ổng rất là khâu. Ổng khi ổng nói nguyên thiên là ổng để ấy. À, ổng để ấy mà có phản ứng, tức là câm điếc mà có phản ứng, tức là nó bị vấn đề đó, người ta có thể nghe nhưng mà nó không rõ lắm, thì ổng được cần ra bắt ra ổng đọc ổng ngủ thì nó sẽ có phản ứng tức thì, nhưng mà sao gì nó như không thế là biết như thế. Còn những người mà ổng biết là tắm sinh thì ổng đâu có chữa đai đó, đi ổng chữa thì ổng mới nói xô, ổng nói là đai là nghiệp trước. À, vì anh cha niệm Phật đi thì ổng nói ổng cầm cái rô mình mà mình nghe mà anh ca niệm Phật đi rồi bao giờ mà nó hết nhiệm chứng rồi thì có gì thì gặp ổng không chữa. À, các bạn nói như thế đó, thì mình mới nghĩ cái là quả thật, nếu mà người mà chữa bệnh thật sự mà có tâm huyết với nghề, muốn đứng đêm là sức khỏe em dân thì chữa đây chữa bao nhiêu cơn đốc cái cây mà phải nói như thế. Câu hỏi đặt ra, trong khi việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Y không mang lại hiệu quả, lại tốn tiền ngân sách, gây mất niềm tin của người dân địa phương. Vậy, ai phải là người chịu trách nhiệm cho việc này?